Kính chào tất cả mọi người. Hiện tại em Phương lên lô này thanh lý xả kho. Cái lô này thật sự là bây giờ em sẽ bán vốn cái giá em nhập cho mọi người nha. Chứ cái dòng này bữa giờ em Phương lấy về không ai động đậy gì luôn á. Thiệt. Em Phương thì mọi người biết mà, tình hình kinh tế bây giờ cũng rất là khó khăn, mà vốn nhập nặng quá mọi người ơi. Đối với mọi người có thể là 40-50 triệu không là gì, hoặc là đối với một số người giờ khó khăn như em thì nó rất là lớn luôn cả nhà. Em chỉ có tầm cỡ 50-60 triệu là để tiền xây vòng vốn để em lấy hàng thôi, mà bây giờ nó tồn kho cái đống này hết 40-50 triệu rồi. Em Phương không thể nào mà có thể tiếp tục để lấy hàng phục vụ mọi người được nữa. Nào, mọi người có nhu cầu về cái dòng cần đời mới này thì ủng hộ cho em Phương nha. Em Phương còn tầm hơn 10 cây nữa nha cả nhà. Đó, thì em Phương sẽ bán giá vốn cho cả nhà nha. Em Phương nói thiệt, em Phương bán giá vốn, giá em nhập luôn. Mong mọi người ủng hộ và đừng trả giá em nữa nha. Em Phương, cái video này em sẽ... Rồi, cây đầu tiên nè, một cây... Cái này là made in Japan hết nha cả nhà. Rồi, premium lóng ngắn. Một màu vàng kim rất là đẹp. Cái dòng này là dòng Nissin đời mới, tầm 4H nha cả nhà, bản vượt cứng. Các bản cứng á, 4H. Đó, mọi người nhìn đây. Cái này là hàng mới chưa sử dụng. Đầu bu của nó là xoay 360 độ. Đó, cái dòng này nó đẹp lắm cả nhà ơi. Mới tinh tươm 5m4. Thông số của những cây 5m4 này là bao gồm 12 lóng nè, thu gọn 56cm, nặng 165g, đọt là 1 ly, rồi góc 23. Rồi, cái này bình thường là bữa em Phương bán 3,2 triệu đúng không? Thì bây giờ... Bữa, quên em nhầm, bữa cái này là... Cái này là 3,6 triệu. 3,6 triệu, và em làm giá lại rồi mà em nhớ lộn. Rồi, 3,6 triệu, nên bây giờ em để vốn cho mọi người là 3,2 triệu nha. 3,2 triệu. Em nói thiệt, cái dòng này là em bán lấy lại vốn thôi. Em nói thiệt luôn á, chứ em không có lời luôn á mọi người. 3,2 triệu nha. 3,2 triệu, cây 5m4. 3,2 triệu, cây 5m4. 3,3 triệu, cây 6m3 nha cả nhà. 3,3 triệu, cây 6m3 nha. 3,3 triệu, cây 6m3 nè. Cây 6m3 thông số của nó là 14 lóng, 56, thu gọn 56, nặng 225g, đọt 1 ly nha. Đó, y chang cây 5m4 luôn. Rồi, cây mã số 3 này là một cây Nissin. Cây thứ 3 là một cây 4m5. Cây này mọi người mua ở thị trường tầm phải 4 triệu nha cả nhà. Nhưng mà em Phương bán cho mọi người là với giá là hôm bữa là em Phương bán 3,6 triệu đúng không, là em Phương bây giờ em Phương bớt cho mọi người là giá 3,3 triệu thôi nha cả nhà. 3,3 triệu đó. Cái này mà tính tiền ship, tiền ống, đồ vô là tất cả cái đống này mà bán giá này thì cũng lấy lại vốn, lấy lại được vốn đầu vô 360 độ nè cả nhà. Đó. Lấy lại được vốn và chắc cũng lời được 100-200 ngàn. đó là nói thật, em nói thật luôn á. Mọi người biết em Phương bán hàng cái đợt cái dòng mà Shimano đó mọi người. Mọi người ai cũng bảo em Phương bán rẻ quá rẻ luôn. Mọi người có thể tìm hiểu mà em Phương bán. Đợt đó em Phương bán có 2 triệu một cây, mà giá thị trường của cây đó là tới 2 triệu 9 hay 2 triệu 8 gì đó. Nè, nói chung là em Phương chỉ kiếm tầm 200 ngàn thôi cả nhà. Nếu mà với những dòng cần xịn như thế này nha, với những dòng cần xịn mà tiền triệu mấy triệu như thế này thì em kiếm 200-300 ngàn một cây thôi. Đó. Nếu mà bình thường đi hàng chuẩn thì không sao. Nhưng mà tới lúc mà ví dụ như cái video trước em Phương nói hàng gãy bể đó, thì đôi khi vận chuyển thì
mà em mà Phương mà đưa ra được cái bằng chứng mà em Phương đóng hàng á thì họ họ sẽ đền 100%, nhưng em Phương không đưa ra được cái bằng chứng là trong cái ống đó không có cái ống đó thì cái xác suất người ta đền tầm chỉ cần 50% giá trị đơn hàng thôi mọi người, nên là mọi người cũng thông cảm, bán thì phải tính xác suất này kia, lời 200-300, rồi những cái cây cần như những cái cây carbon bình thường kia thì cũng không tới 200-300 đâu cả nhà ơi, chỉ kiếm 100-100 mấy thôi đó, tại vì mọi người biết mà, em Phương bán theo số lượng, em Phương bán số lượng chứ không phải là em Phương bán theo cái tiền nha cả nhà. Rồi tiếp theo, cây này là một cây keo lát carbon, đây qua em đọc là keo lát nha, độ cứng 15 2m1, nặng 100 lẻ, giá thu gọn 109 cent, nặng 110 gram. Rồi đọt là 1,1 nha. Đó, độ cứng 15. Độ cứng 15 thì cái cây này là cây cần máy nha cả nhà. Đó, sợ xước xác bỏ vô cái bịch này. Đó, sáng ít nè, đẹp lắm. Cái này thuộc hãng Daiwa, keo lát. Đây, carbon nè. Daiwa. Đó. Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Sáng nè. Đó, mọi người thấy sáng không? Rồi. Henchi hả? Phải không mọi người? Cái này phải henchi không? Rồi. Mọi người biết cái dòng keo láp này mà. Em hay đọc là keo láp á chứ không Canva. 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 Keo. Cái gì trời ơi. Khổ. Thật sự không biết gì hết trơn á. Em Phương học tới lớp 12 là em Phương nghỉ rồi. Nên là tiếng Anh thì hay là mấy cái tiếng này em Phương thật sự rất là tệ. Rồi cái này 1,2 triệu. Em Phương giảm giá cho cả nhà. Cái này 1 triệu nha. Còn giá 1 triệu thôi cả nhà ơi. Mới nha, còn nguyên hộp mới. Nói chung là độ mới 90 trên 95% luôn á. Rồi cây cuối cùng là một cây 7m2. Cây này giá thị trường của nó là 4 triệu 6 nha cả nhà. Đó. Rồi 7m2. Made in Japan này, Made in Japan. Rồi, nặng 420 g. Độ cứng là nè, 1,3 90%. Thu gọn 104 cm, bao gồm 8 lóng, đọt là 1,4 ly. Đó. Thì đó là thông số. Rồi, cây này thì em Phương sale cho mọi người giá 3 triệu 8 nha. 3 triệu 8. Đây, đọt đây. 5H. Nha cả nhà. 5H. Đây, cái trong lóng nó cũng đẹp. Cây này đẹp lắm. Bữa có mấy anh hỏi. Nhưng mà anh kêu chị ơi, chị bán đúng là rẻ hơn giá thị trường thiệt. Nhưng mà cái này nó xa tầm với em quá. Dạ, em Phương năm nay 29 tuổi nha cả nhà. Em Phương bán cân được 6 năm rồi. Em Phương bắt đầu vào nghề này từ lúc em Phương 25 tuổi. Rồi mọi người ăn cái nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Mọi người ủng hộ cho em Phương cái lô này cho hết nha cả nhà. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.